Chiều ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại với nông dân khu vực miền Trung Tây Nguyên để giải đáp và hoàn thiện chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn miền Trung, Tây Nguyên, cất cánh. Đây là lần thứ ba Thủ tướng trực tiếp đối thoại với nông dân. Chủ đề của hội nghị đối thoại lần này là cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng, giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính phủ muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con nông dân khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị thế đặc biệt quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế qua mọi thời kỳ phát triển của đất nước, từ kháng chiến, xây dựng đất nước và ngay cả cuộc chiến phòng chống COVID-19 nông nghiệp cũng giải quyết số lượng việc làm rất lớn, đồng thời đóng góp tích cực vào xuất khẩu năm 2020 có thể đạt 42 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về xuất khẩu nông nghiệp. Đảng, nhà nước vẫn luôn trăn trở về những khó khăn của nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thủ tướng nói và chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm cải thiện trong thời gian tới như thị trường, công nghiệp chế biến, vốn cho sản xuất nông nghiệp còn khó khăn và những vấn đề như phân bón, thuốc trừ sâu. Các đại biểu cũng đặt ra câu hỏi liên quan đến những giải pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng phân bón giả, việc phát triển cây mắc ca, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Sau hội nghị đối thoại với nông dân miền Trung Tây Nguyên, chiều tối ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện mục tiêu kép. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đề xuất kiến nghị chính phủ, thủ tướng chính phủ một số vấn đề về quy hoạch, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột xứng tầm với đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, sớm đưa vào quy hoạch và bố trí vốn chuẩn bộ đầu tư để triển khai các dự án trọng điểm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh Đắk Lắc đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 và bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy hiệu quả những tiềm năng thế mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, cần có những giải pháp mang tính đột phá, có khát vọng vươn lên để trở thành một địa phương phát triển, xứng đáng là tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên. Nhân dịp này, thủ tướng chính phủ cũng đã trao tặng 100 căn nhà của ngành ngân hàng cho người nghèo với tổng trị giá 7 tỷ đồng.